chuyên ngành sơ sinh nhất là việc điều trị cấp cứu các bệnh lý ở trẻ sơ sinh từ lâu vẫn là một điểm yếu của y tế nước ta để trẻ sơ sinh bệnh lý có thêm cơ hội sống để các bác sĩ nâng cao tay nghề vào sáng ngày hôm qua tại bệnh viện nhi trung ương đã khai mạc khóa đào tạo chuyên sâu bác sĩ chuyên ngành sơ sinh với sự giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành đến từ nước anh Tại buổi khai mạc khóa học, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thừa nhận chuyên ngành sơ sinh ở nước ta còn nhiều yếu kém, thậm chí những sơ cứu đơn giản với trẻ sơ sinh như bị ngạt, nhiều bác sĩ còn lúng túng. Nguyên nhân là vì các bác sĩ tốt nghiệp đại học chưa thạo nghề đã phải bắt tay và làm việc ngay. Trong khi đó ở các nước phát triển, bác sĩ nhi khoa, đặc biệt chuyên ngành sơ sinh, muốn được hành nghề phải học sau đại học và đào tạo chuyên sâu.